Tại Hà Tĩnh, xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu trên quốc lộ. Xuất hiện biến chủng mới, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đổi mưa đổ xô đi tiêm vaccine COVID-19. Giữa bộn bề vụ việc tiêu cực xảy ra khắp nơi, gây cảm giác nặng nề, bi quan cho người tiếp nhận thông tin, thì vẫn luôn có những câu chuyện đẹp đã tỏa sáng lấp lánh. Kính chào quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài câu chuyện, sự việc đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Tuyết Oanh và Hoàng Trí. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Vào chiều ngày 9 tháng 7, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị bắt giữ 3 đối tượng hung hãn dùng mã tấu chém người nguy kịch sau va chạm giao thông để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Tây Ninh nhận được tin báo từ anh Phạm Công Danh, 35 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh, bị nhóm đối tượng đi trên xe ô tô dùng mã tấu chém gây thương tích xảy ra trên đường Yết Kiều thuộc khu phố 2, phường 2. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an thành phố Tây Ninh khẩn trương tập trung lực lượng tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án. Qua quá trình xác minh sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đến 20 giờ ngày 7 tháng 7, Công an thành phố Tây Ninh đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gây án, gồm Lê Hoàng Tâm, 22 tuổi, Nguyễn Ngọc Anh Thư, 18 tuổi, Nguyễn Minh Thông, 17 tuổi. Tang vật thu giữ 3 cây mã tấu, 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 70A36247. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận trước đó giữa nhóm của anh Tâm có xảy ra va quẹt giao thông với anh Danh, dẫn đến mâu thuẫn. Lúc này, nhóm Tâm đã sử dụng hung khí trượt chém anh Danh trọng thương. Hiện Công an thành phố Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 3 đối tượng này theo quy định của pháp luật. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên chưa có bằng lái xe, có hành vi tháo biển số, điều khiển xe bốc đầu, không đội nón bảo hiểm, lạng lách đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực ngã ba quốc lộ 1A thuộc thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Công an thị trấn Cẩm Xuyên phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gồm 6 đối tượng đi 3 xe máy. Khi bị lực lượng công an yêu cầu dừng phương tiện để làm việc, thì các đối tượng đã bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã phối hợp cùng với Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên khẩn trương điều tra và tiến hành mật phục, vây bắt được 3 đối tượng đang tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm trên, gồm Lê Tiến Đề, tên đầy đủ viết tắt, sinh năm 2005, Trần Ngọc Tê, tên đầy đủ viết tắt, sinh năm 2006, Hoàng Ngọc T.A. tên đầy đủ viết tắt, sinh năm 2005, cùng 2 phương tiện và một số video vi phạm được các đối tượng quay lại trong điện thoại. Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng công an đã triệu tập thêm 3 đối tượng để làm việc, gồm Hồ D.N.L. tên đầy đủ viết tắt, sinh năm 2006, Hoàng Thiều H.D. tên đầy đủ viết tắt, sinh năm 2005, cùng đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc T.D. tên đầy đủ viết tắt, sinh năm 2005, nhưng hiện đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Quá trình làm việc, các đối tượng trên đã khai nhận Nguyễn Ngọc T.D. xem các video trên mạng xã hội nên đã tụ tập nhóm trên và sử dụng 4 xe máy, lựa chọn các địa điểm trên địa bàn như cầu Cửa Nhượng, đường Thiên Cầm, ngã ba Vòng Xuyến, quốc lộ 1A để thực hiện hành vi vi phạm và hiện tại các đối tượng đều chưa có bằng lái xe. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương và thông báo đến nhà trường, gia đình để cùng quản lý, giáo dục không để các trường hợp trên tái phạm. Liên quan đến vụ một nhóm côn đồ xông vào nhà của cụ bà U80 để đập phá đồ đạc tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An mà 24 giờ chuyển động đã thông tin. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Nguyễn Công Bằng, 37 tuổi và Trần Nhật Tâm, 27 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về tội hủy hoại tài sản. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 27 tháng 6, có một nhóm đối tượng hơn 10 người xông vào nhà bà Nguyễn Thị Thanh, 78 tuổi. Thời điểm đó, chỉ có bà cụ ở nhà và đang đứng trước sân. Sau khi xông vào, nhóm đối tượng đã lấy cục gạch đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính. Các đối tượng tiếp tục lao vào nhà chính, rồi vào trong nhà bếp, liên tiếp đập phá đồ đạc tài sản từ TV, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera.
Khi có người phản ứng thì bị nhóm đối tượng này lấy ghế ném vào người. Ngay trong ngày, Công an huyện Châu Thành đã nắm vụ việc và tiến hành điều tra xác minh danh tính của các đối tượng. Mặt khác, cơ quan chức năng cũng nhanh chóng xác định giá trị tài sản bị nhóm đối tượng đập phá để làm cơ sở căn cứ xử lý vụ việc. Qua xác minh, một thành viên trong nhà có vay nợ bên ngoài, sau đó thế chấp giấy tờ, đồng ý bán nhà cho chủ nợ để trả nợ. Tuy nhiên, đến thời hạn, người này không giao nên sau khi uống rượu, Nguyễn Công Bằng và Trần Nhật Tâm cùng một số đối tượng đã kéo đến đập phá nhà để gây áp lực giao nhà. Hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Thưa quý vị, giữa bề bộn, vụ việc tiêu cực xảy ra khắp nơi, gây cảm giác nặng nề, bi quan cho người tiếp nhận thông tin, thì vẫn luôn có những câu chuyện đẹp đẽ đã tỏa sáng lấp lánh. Vâng, và những câu chuyện đẹp đó đến từ những con người rất bình thường, là những người mà ta thấy họ mỗi ngày và lướt qua, cho đến khi họ trở thành điểm sáng bởi một việc làm phi thường. Vâng, mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua những câu chuyện đẹp cũng mới xảy ra gần đây thôi của những con người bình thường đó trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngay sau đây. Câu chuyện nhân viên gác chắn buông đèn tín hiệu lao tới kéo người đàn ông ra khỏi đường ray vừa kịp lúc đoàn tàu lao qua ở Đồng Nai khiến bao người nín thở là câu chuyện đẹp đó. Trong gang tấc, anh gác tàu đã cứu được một mạng người. Đó vừa là trách nhiệm bình thường của người gác tàu khi thấy khách lâm nguy, song cũng vừa là nghĩa cử không phải ai cũng làm được. Hay là câu chuyện về chị Vũ Thị Tuyết Hương ở Đồng Nai làm nghề quét rác, trả lại của rơi với giá trị ước tính 300 triệu đồng được tỉnh này khen thưởng. Đó là một buổi lao động bình thường trong lúc quét dọn vệ sinh tại chợ Hòa Bình, ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thành, Nhân Trạch. Chị nhặt được một túi xách màu đen, bên trong có 4 miếng vàng, 5 nhẫn vàng, một sợi dây chuyền vàng, một lắc tay bạc vàng. Ngay sau đó, chị Hương đến công an xã Vĩnh Thành trình báo và nhờ trả lại cho người làm rơi. Bên cạnh chị Võ Thị Tuyết Hương nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất, chúng ta cũng biết trường hợp Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên, phòng chính trị nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nhào ra biển cứu cho bé đang bị sóng cuốn ở bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cháu bé được cứu sống, còn anh Nhiên hy sinh vì kiệt sức. Ngay sau đó, Trung tá Bùi Văn Nhiên được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc truy tặng huân chương dũng cảm và Bộ Quốc phòng truy thăng hàm thượng tá quân nhân chuyên nghiệp. Hành động xả thân cứu người của anh Nhiên đã làm lung linh thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Quý vị thân mến, anh nhân viên gác tàu, chị quét rác, chiến sĩ dũng cảm làm những việc bình dị mà cao cả chính là những tấm gương mang năng lượng tích cực. Họ không chỉ giúp cho những người cụ thể được thụ hưởng điều tốt từ việc mà họ đã làm, mà còn truyền cho cảm hứng, sống thiện, xoa dịu những mệt mỏi của cuộc sống khi có thêm người tiếp xúc với họ. Vâng, và đời sống xã hội hôm nay rất cần những tấm gương bình dị mà cao quý như thế. Thực tế, người tốt luôn có ở quanh ta. Trong đó có rất nhiều người hành thiện âm thầm và lặng lẽ. Và đó cũng chính là nhóm thanh niên tình nguyện vá xe miễn phí cho người đi đường. Đó là những doanh nhân dành phần lớn lợi nhuận của công ty tặng các bếp ăn từ thiện. Đó là những thầy cô giáo cấm bản ở miền núi xa xôi, nhiều năm liền không về quê, dốc hết tâm sức cho việc học hành của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Và đó là những y bác sĩ xung phong lên tuyến đầu, ngày đêm chiến đấu với kẻ thù, giấu mặt Covid-19. Vâng, kể sao cho hết những tấm lòng nhân ái, phẩm chất ấy đã trở thành truyền thống của đất nước Việt Nam, nhân văn, hòa hiếu. Phẩm chất ấy đã kết tinh thành sức mạnh của dân tộc ta. Và đến đây thì xin được khép lại câu chuyện đầy ý nghĩa của chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Chương trình xin phép được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Xin mời Tuyết Oanh. Vâng ạ. Thưa quý vị, mới đây hai biến chủng mới của Omicron là BA.4 và BA.5 đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù dự báo biến chủng BA.4, BA.5 không nguy hiểm như biến chủng Delta trước đây, nhưng theo cảnh báo của các nhà khoa học, diễn biến sắp tới cũng rất khó lường. Trước tình trạng này, mới đây mặc dù trời mưa to nhưng nhiều người dân vẫn đội mưa tới trung tâm y tế quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để tiêm vaccine COVID-19 mũi tăng cường, số lượng tăng gấp 10 lần. Thông tin chi tiết được ghi nhận trong chuyên mục Đồng Thầy Chuyển Động. Nhà thì quận 3 nhưng mà ở với các cháu ở Bình Thạnh á, qua mưa gió rất tùm lum cũng phải đi. À, là khi nào mà đi về đây thì mưa hả? Vâng, đến nửa đường là mưa rồi chú. Mà mình đã quyết tâm đi phải đây. Cũng bị Covid. Đi thu dung về thì mới được chứ. Mình yên tâm, sức khỏe
Không chỉ những người lớn tuổi mới đi tiêm vaccine, có những người trẻ từng bị nhiễm COVID-19 cũng đi tiêm vaccine mũi tăng cường. Đặc biệt là khi nghe có sự xuất hiện của biến thể Omicron BA.4 và BA.5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay em đi 3 người cùng với mẹ và chị của em. Lý do mà em đi tiêm thì em muốn đảm bảo sức khỏe. Có vaccine thì mình tiêm thôi, không có lý do gì mình phải từ chối cả, thì mình cứ đi thôi. Bản thân em đã từng nhiễm bệnh rồi, nên là em hiểu được cái cảm giác mà nhiễm những cái biến thể. Bản thân em cũng bị nhiễm biến thể Omicron, nên là có những cái biến thể mới thì em nghĩ là nó sẽ nguy hiểm hơn, nên là cần phải tránh khỏi cái việc đó bằng việc tiêm vaccine. Do số lượng người đến tiêm đông nên Trung tâm Y tế quận 3 đã tăng cường thêm nhân viên hỗ trợ người dân. Sau khi nộp phiếu thông tin, người dân sẽ được khám sàng lọc và xếp hàng để được tiêm vaccine COVID-19. Sau đó người dân sẽ ngồi đợi, theo dõi 30 phút trước khi nhận phiếu xác nhận. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến hết ngày 6 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm tổng cộng 21,7 triệu mũi vaccine COVID-19. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cung ứng kịp thời vaccine COVID-19 cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng, đồng thời giao cho các bệnh viện và trung tâm y tế đảm bảo tăng cường các đội tiêm, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng ngày càng tăng của người dân thành phố. Trước tình hình biến chủng phụ BA.4 và BA.5 xâm nhập, để tránh gia tăng ca mắc chuyển nặng, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi người dân đã tiêm mũi 2 tiếp tục đi tiêm mũi 3, mũi 4. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, tận dụng bóng mát dưới vườn dừa, thời gian qua, nhiều nông dân ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã phát triển mô hình trồng cây lá lốt xen với vườn dừa để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đây là một sáng kiến mà Hoàng Trí cho rằng vô cùng thông minh của bà con nông dân, vừa giúp cho nông dân phát triển được kinh tế, vừa tăng thêm tích lũy cho gia đình. Lá lốt là cây dễ trồng, chịu rợp, ưa ẩm, ít sâu bệnh. Lá lốt được trồng sau 6 tháng sẽ cho thu hoạch. Nhờ trồng dưới tán dừa, tận dụng nguồn phân bón của vườn dừa nên lá lốt phát triển tốt cho năng suất cao. Đã hơn 80 tuổi, thời gian qua tận dụng bóng mát của vườn dừa, ông Nguyễn Văn Thành ở ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An trồng lá lốt trong vườn dừa. Nhờ chịu khó chăm sóc, tận dụng nguồn phân bón từ vườn dừa nên diện tích trồng lá lốt của ông Thành phát triển tốt. Hiện tại, mỗi ngày ông cắt 20 kg lá lốt giao cho tiểu thương với giá 5.000 đồng một kg. Gia đình ông có thêm thu nhập, trang trải chi phí trong gia đình. Lá lốt này thì nó dễ mà nó phù hợp với mình là một là coi như vườn dừa là không cỡ. Hai là coi như mỗi tháng cũng thu được 3-4 triệu, kể như cái sinh hoạt đủ luôn để sinh hoạt hàng ngày luôn á. Nguồn thu nhập từ lá lốt trồng xen dưới tán dừa đã giúp nhiều gia đình nông dân ở huyện Chợ Gạo có thêm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Ngoài thu nhập từ vườn dừa, đây là mô hình hay vừa giúp nông dân phát triển kinh tế, vừa tăng thêm tích lũy cho gia đình. Tiếp theo, Tuyết Oanh sẽ đưa quý vị về vùng cực Nam của Tổ quốc để cùng thợ săn trải nghiệm một ngày săn ong ruồi. Những ngày này, những thợ săn ong ruồi ở Cà Mau thường đến các vuông tôm, bụi rậm để tìm các tổ ong ruồi lấy mật hoặc bắt ong chúa về nuôi. Không phải nuôi, không cần vốn liếng, chỉ cần con dao nhỏ hay cái kéo tỉa cành thật bén và một hộp nhựa to, thợ săn ong ruồi có thể kiếm được khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày. Ong ruồi là loài ong làm mật trong môi trường hoang dã tự nhiên, số lượng không nhiều, mật ong rất ngon. Loài ong này nhỏ như con ruồi, có màu đen hoặc là bụng đỏ nên dân gian hay còn gọi là ong ruồi. Đã săn ong ruồi nhiều năm nay, ông Lộc cho biết người dân sẽ dựa vào hướng bay của ong để xác định được vị trí của tổ. Mùa mưa người dân sẽ không lấy mật, chỉ bắt ong chúa về nuôi làm tổ. Bởi vậy mùa mưa tuy vẫn có mật nhưng chất lượng không bằng, mật không cho kẹo, có vị chua vì có nước mưa. Ông Lộc cho biết thêm, nghề săn ong ruồi cũng vất vả, ong ruồi đóng tổ trải rác ở các bụi rậm. Mỗi ngày người săn phải dạo quanh khắp mọi nẻo đường, làng ngõ xóm, đi một quãng đường dài dưới cái nắng nóng, lần trong từng bụi rậm đám sậy để tìm các tổ ong. Khi phát hiện ra tổ ong ruồi, thợ săn ong sẽ lấy cả tổ đem về. Nếu tổ ong đó đã cho ra mật, nếu tổ ong còn quá nhỏ, người săn ong sẽ đánh dấu đợi một thời gian sau quay lại để thu hoạch. Ví dụ như mình lấy thì mình dòm con ong, ví dụ cái hướng ra hướng vô, ví dụ mình đứng chịch cái hướng nó vô ra thôi. Còn mình đứng phải khi là cái trên gió tí, nó trên gió là để khi con ong mà mình lấy cái cắt cái tổ rồi mình vũ cái ong nó ra đó, thì con ong luôn nào là nó xà cái đường nó vô ra đó, nó xà xuống cái đường đó đó. Là khi mình nếu mình đứng ngay cái đường đó thì nó tấp vô mình, có thể là nó đánh mình. Đó, mình đứng chịch ra là nó không có đánh, bình thường. Dụng cụ đi săn ong ruồi cũng khá đơn giản, chỉ cần mang theo một cây kéo cắt cành thật bén, một cái hộp nhựa to để đựng tổ ong ruồi.
Tuy truy tìm tổ ong ruồi khá là khó khăn, nhưng để lấy mật ong lại rất nhẹ nhàng, vì chỉ cần biết ý tránh hướng ra vào của ong và đứng trên gió thì sẽ không bị ong ruồi đánh. Mỗi tổ ong ruồi lớn có thể cho được nửa lít mật. Trên thị trường, mỗi lít mật ong ruồi tự nhiên có giá khoảng 1 triệu đồng. Mỗi ngày, người săn ong ruồi thu nhập từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Nghề săn ong ruồi tuy khá vất vả, nhưng với những lít mật ong tự nhiên đặc quánh là lộc trời cho để giúp người dân Cà Mau có thêm thu nhập trong những ngày nông nhà. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, người đàn ông đi gom ve chai với tuyệt chiêu câu trộm giày dép hết sức chuyên nghiệp ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới khám phá những công trình kiến trúc độc đáo bằng tăm tre của thầy giáo ở An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng đường phố nơi công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh bị vẽ bậy, bôi bẩn bởi những biến tướng của vẽ tranh đường phố graffiti đã kéo dài nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được chấn chỉnh, khắc phục. Không những thế, vẽ bậy nơi công cộng ngày càng xuất hiện dày đặc hơn là tràn lan trên diện rộng theo sự phát triển của đô thị. Graffiti đã trở thành vấn nạn nhức nhối đối với mỹ quan và văn minh đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự trong chuyên mục Cà phê không đường ngay sau đây. Những hình vẽ kỳ dị tràn lan khắp các khu vực công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh, dọc các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Hữu Cảnh, đặc biệt tại các vị trí thành cầu, nhà chờ xe buýt, tủ điện, nơi có những bức tường rộng, thậm chí cả nhà dân, trụ sở cơ quan nhà nước, di tích lịch sử đều bị bôi bẩn bởi những hình vẽ phun sơn nguệch ngoạc, nhếch nhác. Những nét đẹp này, nét vẽ như thế này là nó không có mang ý nghĩa về mỹ quan đô thị. Những bức hình graffiti hầu hết không có nội dung, thậm chí nội dung phản cảm, hình thù quái dị không chỉ làm nhức mắt khó chịu cho người đi đường, mà còn bôi xấu ảnh hưởng chất lượng công trình, làm mất mỹ quan đô thị. Mới đây nhất, cầu Thủ Thiêm 2, biểu tượng mới của thành phố hay hai đoàn tàu metro của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đang chờ lăn bánh, cũng bị bôi bẩn bởi những nét vẽ bậy thiếu ý thức, phi nghệ thuật. Graffiti á, nó không có xấu, chỉ là nó đặt đúng nơi hay không. Nó đặt đúng nơi thì nó sẽ mang lại một cái giá trị rất là cao về nghệ thuật. Tình trạng vẽ bậy tràn lan nơi công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra nhiều năm qua, càng lúc càng lan rộng. Graffiti đã trở thành vấn nạn cho mỹ quan đô thị của thành phố. Mặc dù đã có mức chế tài xử phạt đối với hành vi vẽ bậy như thế này, nhưng trên thực tế việc xử lý vẫn rất khó khăn. Một số nơi khắc phục ứng phó tạm thời bằng việc lập mảng xanh hay ra quân xóa vẽ bậy. Bức tường đây trước đây là dán rất nhiều cái bảng quảng cáo vẽ những cái hình ảnh mà nó không có đẹp mắt đó. Rồi ra mấy cô mới nghĩ ra một cái cách là mấy cô phải treo những cái cây xanh này lên để cho hạn chế cái việc mà vẽ lên tường. Hiện nay các đối tượng đó là thường đa phần là các thanh thiếu niên, thường nó vẽ bậy vào ban đêm. Nhưng với lại là cái những tranh đó thì nó vẽ rất là nhanh. Nên là trong khoảng vài phút là nó hoàn thành bức tranh rồi. Có một số người dân người ta phát hiện được thì người ta có trình báo lên ủy ban phường thì cũng có cử xuống, thì lúc đó thì đã những đối tượng này đã đi rồi, nên là rất khó khăn cho việc xử lý. Hiện cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện các cơ sở pháp lý để xử lý triệt để hành vi viết vẽ bậy. Tuy nhiên, được biết là một số địa phương cũng có giải pháp linh hoạt ứng phó với loại hình graffiti, như là khuyến khích vận động những người đam mê vẽ tranh đường phố đến vẽ tranh cổ động trên các bức tường dài, trường học, công viên, vừa thỏa mãn đam mê vừa làm đẹp mỹ quan đô thị. Vâng, đó là một cách rất hay, vừa có thể giải quyết được tình trạng vẽ bậy ở nơi công cộng, vừa mang lại những quang cảnh thú vị tại những nơi chốn thích hợp với loại hình nghệ thuật này. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Vào sáng ngày 9 tháng 7, một em học sinh lớp 3 khi xuống biển tắm khu vực biển Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, không may bị sóng cuốn trôi. Một số người dân cào ngao gần hiện trường cho biết, khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 9 tháng 7, một nhóm nam thiếu niên xuống biển Quỳnh Liên tắm. Lúc này, do sóng to, gió lớn đã cuốn một số em ra xa. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh chạy tới ứng cứu. Tuy nhiên, một nam sinh lớp 3, quê xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, bị sóng cuốn mất tích.
Sau gần 1 giờ tìm kiếm, thi thể em được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Khu vực xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương đã cấm biển, cấm tắm, cảnh báo nguy hiểm. Chương trình xin được tiếp tục với những vụ trộm cắp đáng chú ý do camera an ninh ghi lại và được người dân gửi về cho chương trình. Hy vọng sau khi theo dõi những vụ việc này, người dân cần phải cảnh giác cao độ trong việc bảo vệ tài sản của mình. Giữa ban ngày, bất chấp có người ngồi ngay đó, nhưng các đối tượng vẫn táo bạo, gian cảnh trộm xe. Vụ việc xảy ra tại khu vực chợ Chí Hùng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương sau đây là lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Đoạn clip camera an ninh ghi lại, lúc này có hai đối tượng nam đi xe máy, phát hiện chiếc xe máy màu trắng dừng phía trước. Một tên chạy tới giả vờ hỏi đường để đánh lạc hướng thanh niên đang ngồi, để đồng bọn đi bộ tới rồi nhanh chóng bẻ khóa xe chỉ trong vài giây, sau đó tẩu thoát. Tên trộm trong tình huống này thì lại không thực hiện hành vi trót lọt như hai đối tượng vừa rồi. Theo camera an ninh ghi lại, lúc này có một nam thanh niên chạy xe máy màu trắng tới. Không một động tác thừa, thanh niên quay xe ra ngoài sẵn rồi nhảy vào trong nhà dân tính trộm. Nào ngờ mọi hành vi của hắn đã bị người dân phát hiện. Dù thanh niên bỏ chạy nhưng đã quá trễ, chỉ vài giây sau, xung quanh có rất nhiều người dân bủa vây chạy ra. Hậu quả tên này nhận một trận đòn nhớ đời từ người dân. Vụ việc xảy ra tại đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Do khu vực thường xuyên mất trộm nên người dân quyết định làm mai phục từ trước. Và thế là tên trộm ngựa quen đường cũ quay lại thì lọt vào trận phục kích của người dân. Vụ việc tiếp theo xảy ra tại một phòng tập võ thuật ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào buổi trưa, các võ sinh đang nằm ngủ say bên trong không khóa cửa. Ngay sau đó, có một nam thanh niên đã từ ngoài đi thẳng vào. Sau một hồi quan sát thăm dò, tên này đã lấy trộm hai điện thoại rồi nhanh chóng biến mất. Được biết, câu lạc bộ võ thuật lúc này chỉ có những em võ sinh nhỏ tuổi. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, gần đây, nhiều hộ dân phản ánh về một người đàn ông gom ve chai sử dụng tuyệt chiêu câu trộm đồ hết sức chuyên nghiệp. Theo camera an ninh của khu vực nhà dân, khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ghi lại, vào rạng sáng cho thấy người đàn ông chạy xe đạp chở theo cái bao như đi thu gom ve chai. Khi tới một căn nhà, người này dừng xe tiến tới ngôi nhà quan sát bên trong, rồi đi ra dùng một cái cây dài thọc vào khe cửa, câu trộm một đôi giày rồi rời đi. Cũng thủ đoạn tương tự, một nhà dân khác cũng ghi nhận người đàn ông này cũng thản nhiên dùng cây dài trộm giày dép bên trong. Qua đây, người dân cần chú ý cảnh giác với thủ đoạn trộm này. Tiếp theo là một vụ việc khiến ai nhìn vào cũng đứng tim thưa quý vị. Đứng tim bởi cảnh sát bất ngờ đánh trúng cột điện bên đường, nhưng hai người đi xe máy may mắn thoát nạn. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7 vừa qua trên quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cảnh tượng này được camera hành trình của ô tô lưu thông ngược chiều ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, thời điểm này trời mưa lớn, từ đằng xa có hai người chở nhau trên xe máy đang di chuyển chậm chậm ở làn đối diện. Bất ngờ tia sét đánh trúng cột đèn bên đường gây tóe lửa, đúng lúc hai người này đi tới. Rất may mắn, hai người đã thoát nạn và không có ai bị thương. Rất may là không ai bị sao cả. Qua đây thì khuyến cáo mọi người, tốt nhất là không nên ra ngoài khi trời đang mưa to gió lớn. Nếu có việc phải ra ngoài thì nên tránh gốc cây to, các vật dụng kim loại. Nếu không tìm được chỗ trú ẩn an toàn thì hãy tìm cách để người ở vị trí càng thấp càng tốt. Và đặc biệt là phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất. Mong mọi người hãy lưu thông bình an trong mùa mưa bão hiện nay. Quý vị thân mến, chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay sẽ đưa quý vị đến với An Giang để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo được làm từ tăm tre của anh Huỳnh Quốc Phong, là một thầy giáo dạy môn hóa học. Thật sự mà nói thì công trình này được làm bằng tăm tre, nhìn nó đồ sộ và rất kỳ công, thật sự rất là bất ngờ luôn anh Trí. Đúng là như vậy, tháp Eiffel này, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn này, hay là đồng hồ Pippen ở London là những công trình kiến trúc nổi tiếng ở trên thế giới đã được thầy giáo này tạo hình từ những chiếc tăm tre. Sản phẩm độc đáo, thu gọn, có 102 được tạo hình nghệ thuật thủ công y như thật, khiến cho ai cũng thán phục và yêu thích. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm này ngay sau đây nhé. Dù là thầy giáo dạy môn hóa học, nhưng Huỳnh Quốc Phong ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lại đam mê nghệ thuật. Công việc tạo những công trình nổi tiếng khởi động sau nhiều năm tham gia vào hội. Yêu làm nhà bằng tăm tre và cũng đáp ứng niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật từ thuở bé.
Từ nhỏ là em rất là thích mỹ thuật và cũng rất thích những cái sản phẩm mà làm bằng tay như đồ handmade. Thì khi mà bắt gặp được những sản phẩm đó thì giống như là cùng sở thích với mình, nên là em đầu tư suy nghĩ để tận dụng những cái thời gian rảnh của mình để mình làm theo cái đam mê. Ban đầu làm những ngôi nhà nhỏ và dần dần ngày sau cái mình thiết kế thêm một số cái công trình khác, ví dụ như tháp Eiffel, rồi tháp đôi Petronas của Malaysia, rồi nhà thờ Đức Bà Paris, rồi Khải Hoàn Môn, rồi đến những cái nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nghệ thuật tạo hình không khó, nhưng đòi hỏi phải kiên trì, tỉ mẩn từng công đoạn. Để hình thành công trình kiến trúc thu gọn, trước tiên Phong phải truy cập Internet, rồi phát thảo ý tưởng trên máy tính, vẽ bản thảo ra giấy, sau đó đo, kẻ, tỷ lệ, rồi thực hiện. Rất kỳ công mới tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh, đẹp và hấp dẫn. Khó khăn nhất vẫn là công đoạn thiết kế bản vẽ, hình thành ý tưởng ban đầu. Tải hình ảnh trên mạng về trên điện thoại, cái mình sử dụng một cây thước nhỏ, mình đo cái kích thước ở trong ảnh, rồi sau đó mình sẽ tính ra cái tỷ lệ mình sẽ phóng lên bao nhiêu, cái mình so sánh với những cái phần khác, rồi càng nhiều hình ảnh thì cái độ chi tiết của sản phẩm mình nó sẽ càng tốt hơn, thể hiện rõ hơn cái chi tiết hoa văn, càng nhỏ thì nó càng đẹp. Mỗi một sản phẩm như vậy tùy theo độ lớn nhỏ mà cái thời gian khác nhau. Ví dụ như đối với cái nhà thờ Đức Bà Sài Gòn này, em làm trong khoảng thời gian là hơn một tháng. Thì từ cái công đoạn là sưu tầm hình ảnh, rồi thiết kế, rồi đến hoàn chỉnh luôn. Nét tinh tế và độ sắc sảo tạo nên sức hấp dẫn. Mỗi công trình sáng tạo ra đời, cái nào cũng ấn tượng. Vì vậy được rất nhiều khách hàng đón nhận. Sản phẩm còn thu hút hơn khi được chủ nhân trang trí thêm nhiều hoa văn, họa tiết. Tùy theo chi tiết mà mỗi sản phẩm có giá trị khác nhau. Sau khi tham gia vào hội Tâm Tre, hiện sản phẩm handmade này cũng chiếm lĩnh thị trường cộng đồng mạng. Ngay cả người khó tánh ở nước ngoài cũng thích thú. Không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng mà thấy qua cái này rồi về cái mô hình cái kiến trúc cái sườn của nó đó thì tương đối là nó giống rất là nhiều, và cháu nó rất là khéo tay những cái chi tiết tỉ mỉ như thế này nè, và cháu nó làm tương đối là gần giống với mô hình, không phải nó nghĩ là nó rất là khéo tay những cái chi tiết nhỏ như thế này, nó những cái chi tiết như vậy nè. Cháu nó có sáng tạo, có những cái thì không phải là hình ở ngoài nó như vậy, nhưng mà cháu nó sáng tạo ra những cái này rất là to đẹp. Thì chồng mình cũng rất là thích, thì ổng nói là nó quá khéo tài đi. Thành ra mới đầu thì chỉ thấy tháp Eiffel thì nó đơn giản hơn, rồi tới Khải Hoàn Môn nó cũng đơn giản. Rồi ổng mới ao ước là nó làm được cái này, ổng khen hoài, ổng nói trời ơi nó rất là khéo tài, chi tiết đẹp. Đối với những cái sản phẩm này, nếu mình để ở ngoài để bụi bám rồi này nọ thì rất là khó, thành ra mình phải bảo quản. Tài năng sáng tạo với lòng đam mê tự tâm qua ánh mắt của chàng trai 8X đã tạo nên nét chấm phá đặc trưng của loại hình nghệ thuật mới mẻ và hấp dẫn người dùng. Ao ước sắp tới của thầy giáo làm nghệ thuật ở An Giang là sáng tạo thêm nhiều sản phẩm độc đáo hơn nữa và sẽ tham gia vào hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do tỉnh An Giang tổ chức. Một thầy giáo dạy hóa, nhiều người sẽ nghĩ họ rất khô khan. Thế nhưng anh Phong lại đam mê nghệ thuật và vô cùng khéo léo nữa chứ. Phải tỉ mỉ và chăm chút lắm thì mới tạo ra những tác phẩm bằng tâm tre đẹp mắt như vậy. Đúng là như vậy, và hy vọng rằng là sắp tới anh sẽ tạo ra thêm nhiều hơn nữa những tác phẩm độc đáo và đạt giải thật cao của hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do tỉnh An Giang tổ chức. Và câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn sự đồng hành và quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch.
Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.